Xin chào các bạn, để mua máy xay sinh tố loại nào tốt và chất lượng thì bạn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau, như là tính năng sản phẩm, giá bán và nhu cầu sử dụng hoặc là xuất xứ của sản phẩm. Vậy để làm được điều đó thì bạn hãy tham khảo một số tiêu chí mà mình đưa ra ở dưới đây. 1. Chất liệu lưỡi dao và cối xay. Với cối xay và lưỡi dao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực phẩm sau khi xay. Lưỡi dao có hai loại cơ bản dùng để xay khô và xay ướt. Tuy nhiên, một số loại máy lại tích hợp hai chức năng trong một loại lưỡi. Các loại lưỡi dao đa phần là sử dụng thép không gỉ mang đến độ bền cao và đảm bảo xay nhuyễn được các thực phẩm cứng đầu như xương, thịt, đá, đậu. Với cối xay đa phần là thủy tinh hoặc nhựa cứng chịu lực. Với thủy tinh tuy có phần dễ vỡ nhưng lại ít chảy xước và đảm bảo vệ sinh khi chế biến đồ ăn. Còn chất liệu nhựa sẽ đảm bảo được độ bền, chịu lực và chịu nhiệt tốt. 2. Chọn máy có công suất phù hợp. Chọn máy xay sinh tố có công suất dưới 400W nếu bạn cần dùng để xay các loại thực phẩm mềm. Với công suất này, bạn có thể tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, máy không có khả năng xay nhuyễn các loại thực phẩm cứng. Chọn máy xay sinh tố có công suất trên 400W nếu bạn cần xay các loại hạt cứng, chẳng hạn như tiêu, ngũ cốc, hạt đậu nành. 3. Tính năng, tiện ích nổi bật. Khi chọn mua thì bạn nên xem thử máy có hỗ trợ tính năng tự ngắt điện khi hoạt động quá tải hay có khả năng xay được nhiều thực phẩm trong một lần xay không. Nếu máy có tính năng cài đặt tự động thì bạn nên chọn luôn, vì tính năng này rất hay sẽ giúp bạn có thể sử dụng thời gian dành để làm việc khác. Một sản phẩm tiện ích với nhiều tính năng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bạn. 4. Chọn máy có độ ồn thấp. Những sản phẩm tốt thường sẽ không tạo ra tiếng ồn, vì thế khi chọn máy xay sinh tố tính năng này cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ và người già. Khách hàng nên ưu tiên những sản phẩm có độ ồn thấp để sử dụng. Đây cũng là một trong những yếu tố được nhà sản xuất đặt lên hàng đầu để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 5. Máy xay sinh tố có giá bán bao nhiêu? Ngân sách chính là tiêu chí quan trọng bậc nhất cần phải đặc biệt lưu ý đến. Bạn hãy đặt ra cho mình những câu hỏi rồi sau đó tự trả lời xem với tình hình kinh tế của gia đình mình thì mức giá đó liệu có ổn và đã phù hợp hay chưa. Hiện nay trên thị trường các sản phẩm máy xay sinh tố có thể được chia ra làm 3 phân khúc giá cơ bản như sau. Phân khúc máy xay sinh tố giá rẻ bình dân dưới 300K, với những gia đình eo hẹp về kinh tế và nhu cầu sử dụng cơ bản chỉ dùng để xay sinh tố, thì các sản phẩm thuộc phân khúc giá bán từ 200K đến 300K này sẽ phù hợp với bạn. Một số thương hiệu bạn có thể cân nhắc như Delis, GoSun, Kangaroo, Sunhouse hay Sekentech. Phân khúc tầm trung có mức giá 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với phân khúc này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng. Hầu hết các máy xay sinh tố có thiết kế bắt mắt, chất lượng tốt và đầy đủ các tính năng. Phân khúc cao cấp có mức giá trên 1 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp này bạn sẽ sở hữu được một chiếc máy xay sinh tố đa năng có kiểu dáng hiện đại, đa chức năng. Bên cạnh đó, bộ phận lưỡi dao và cối xay được làm từ chất liệu an toàn, bền bỉ. Dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình giúp bạn chọn được một phân khúc giá phù hợp nhất. 6. Thời gian bảo hành. Máy xay sinh tố được bán trên thị trường hiện nay thường được bảo hành với thời gian từ 1 đến 3 năm tùy thuộc vào thương hiệu và giá tiền sản phẩm. Thông thường các sản phẩm giá rẻ thường có thời gian bảo hành thấp. Vì thế để yên tâm trong quá trình sử dụng bạn nên chọn những máy có bảo hành tối thiểu từ 2 đến 3 năm. 7. Chọn sản phẩm có xuất xứ, thương hiệu rõ ràng. Để đảm bảo sở hữu được chiếc máy xay sinh tố chất lượng tốt, hãy chọn mua máy có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Nói không với máy xay sinh tố không rõ nguồn gốc, hàng trôi nổi, vì rất dễ mua nhầm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, nhanh hỏng. Khi lựa chọn máy xay sinh tố, hãy kiểm tra kỹ thông tin xuất xứ, thương hiệu máy, chế độ bảo hành. Chọn sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng được tin dùng. 8. Mua máy sinh tố ở đâu rẻ, uy tín? Bạn sẽ mua offline hay đặt mua hàng online? Nếu mua thì mua ở đâu là uy tín? Đây là những câu hỏi thật sự rất cần thiết. Vì thế, mình sẽ liệt kê ra một số thương hiệu và địa chỉ mua hàng như sau. Bạn có thể lựa chọn những nơi như Điện Máy Xanh hay Nguyễn Kim để mua. Còn nếu bạn quá bận không có nhiều thời gian thì mua hàng online trên các sàn thương mại điện tử uy tín và nổi tiếng như Tiki, Shopee hay Lazada là một sự lựa chọn tiện lợi nhất. Và vừa rồi là một số tiêu chí mà chúng ta cần để ý trước khi mua máy xay sinh tố. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích dành cho các bạn, để cho các bạn mua được một chiếc máy xay sinh tố phù hợp với nhu cầu và gia đình của các bạn nhất. Link mua sản phẩm mình để dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.